Thưa quý vị và các bạn, ở nơi vùng cao núi đá, đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, những nếp nhà của đồng bào Mông chênh vênh lưng núi, bao năm bị đeo bám bởi cái đói cái nghèo. Tuy nhiên đó là câu chuyện của quá khứ. Nhờ có Đảng, cuộc sống của đồng bào Mông ở vùng cao Lào Cai hôm nay đã khởi sắc, ấm no đang về với mỗi bản làng. Đúng như lời câu hát, bản mèo vui trong tiếng khèn, người mèo ơn Đảng suốt đời. Thảo Xeo Lìn sinh ra trong một gia đình người Mông nghèo ở Máo Chó Sủ, huyện Mường Khương. Quyết tâm thoát đói thoát nghèo, được thanh niên này nung nấu và từng bước hiện thực hóa. Anh Lìn được đi học đại học, tiếp cận với tiến bộ kỹ thuật để biết cách làm ăn. Xuân này gần 3 hecta cây lê sắp bùng nở, những vạt hoa trắng tinh khôi, là tín hiệu vui cho một cuộc sống mới ấm no. Cả cái mảnh nương mình cũng đã từng trồng 6 túi ngô, mà mình thu được có 6 tải ngô thì mình thấy nó vừa tốn sức mà lại không có hiệu quả kinh tế. Thế bản thân là cũng được tham quan các mô hình từ các cái chương trình của xã rồi huyện, thì mình cũng thấy là những cái mô hình làm kinh tế thì bản thân cũng chủ động chuyển đổi, cái lựa chọn cây lê là cái cây mà nó phù hợp với lại khí hậu địa phương. Ở Máo Chó Sủ, những mô hình kinh tế như thế dần được hình thành. Hộ trồng cây ăn quả, hộ nuôi lợn sinh sản, nuôi gà đen bản địa. Nhà bà con biết cách làm ăn mà những nếp nhà cũng thêm khang trang, vững chãi hơn. Theo tiêu chí cũ, thôn chỉ còn khoảng 25% hộ nghèo. Chúng tôi là những người cán bộ thôn đã tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng tới toàn thể bà con nhân dân, thì bà con nhân dân cũng là rất là vui mừng phấn khởi, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để thôn bản càng ngày càng phát triển, kinh tế càng ngày càng đi lên. Tả Ngài Trồ là địa bàn sinh sống của dân tộc Mông ở vùng biên Mường Khương. Nhiều năm về trước, cái nghèo kéo theo nhiều hệ lụy. Không ít người dân trong xã vượt biên trái phép làm thuê, một bộ phận vướng vào tệ nạn xã hội. Nhưng cuộc sống của bà con hôm nay đã khác nhiều. Đến nay, Tả Ngài Trồ đã đạt 14 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, kỳ tích với một xã đặc biệt khó khăn. Trong năm 2022 này, thì chúng tôi cũng đã xây dựng tất cả các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Nhưng mà quan trọng nhất là theo cái nghị quyết 10 của tỉnh, cây trồng chủ lực đối với Tả Ngài Trồ thì là chỉ có cây chè, còn cái con nuôi chủ lực là con lợn đen bản địa. Qua đi họp thôn và tuyên truyền vận động đến bà con nhân dân đi triển khai để đăng ký, bà con đăng ký rất là đông đối với tất cả các thôn trên địa bàn xã. Những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ưu tiên nguồn lực đầu tư cho vùng có đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Mông. Đây là động lực để những bản làng người Mông như Tả Ngài Trồ và nhiều thôn bản khác tiếp tục thay áo mới. Đồng bào Mông ngày càng thêm sắt son niềm tin vào Đảng, đoàn kết cùng các dân tộc anh em, xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.